Giới thiệu cho cả nhà xem một con máy khoan bàn hiệu Nichiren. Con này chiều cao 1m, được gẹp 13 ly nha cả nhà. Con này thì được 3 bô ly nha, máy khoan 3 bô ly, 1, 2, 3. 3 bô ly thì nó khoan rất là chậm và khoan rất là khỏe nha cả nhà. Đây nha, hiệu của nó nè, Nichiren. Con này thì đầu kẹp 13 ly. Rồi bây giờ em sẽ chạy thử cho cả nhà xem nha. Con này thì sử dụng điện 220 luôn. Và mình ghim điện như là mình sử dụng ở nhà cả nhà. Chạy rất là chậm nha, chạy rất là chậm luôn. Anh em mình đang tìm kiếm một con máy khoan bàn chạy tốc độ chậm thì cứ lấy con này về nha cả nhà. Rất là phù hợp nha, nhẹ nhàng trơn tru hết nè. Máy khoan bàn hiệu Nichiren, chiều cao 1m, độ kẹp 13 ly. Máy khoan 3 bô ly, mâm tròn. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nha cả nhà, qua số điện thoại 0816 527 425 hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 975 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em.